thời gian qua đã có rất nhiều nghệ sĩ liên tục có những phát ngôn đầy ẩn ý hướng về bà phương hằng sau đức hải xuân nghị mới đây netty ren còn đào lại một bình luận được cho là của phi nhung vào đầu tháng năm theo đó dưới bài đăng của một người bạn đang bàn về chuyện từ thiện và được cho là cà khịa những phát ngôn đấu tố của bà phương hằng phi nhung đã để lại bình luận và bị netty ren cho là mang tính mỉa mai duyên quá hành động này mau chóng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận một vài khán giả còn cho rằng Phi Nhung lời nói trước sau không đồng nhất vì vài ngày trước cô còn livestream và gửi lời yêu thương tới bà Phương Hằng. Thậm chí, nữ ca sĩ còn hát tặng và khẳng định vì cùng là chị em phụ nữ nên cô rất quý mến nữ đại gia dù bị đối phương bóc phốt. Một người bạn của Phi Nhung đã chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý được cho là nói đến bà Phương Hằng vì loạt chi tiết từ thiện 1.200 tỷ đồng. Nữ ca sĩ Phi Nhung bình luận cười cợt ngay ở dưới. Trước đó, phi nhung từng gửi đến bà phương hằng một bài hát và khẳng định rất thương đồng cảm với nữ đại gia bình luận của phi nhung mau chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận ảnh sưu tầm facebook nhân vật